Rồi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cái bản ngọc vị tướng sát thủ bà gai đến tất cả mọi người. Thì cái bản ngọc của bà gai á, thì chủ yếu là mình lên các tỷ lệ chí mạng và tốc đánh nha mọi người. Thì đây là một vị tướng sát thủ, nó cần cái tỷ lệ chí mạng và tốc đánh cao. Thì bản ngọc này mình sẽ lên là công vật lý, tỷ lệ chí mạng. Công vật lý ở đây là 0,1 cộng 9, tỷ lệ chí mạng là 7,2%, xuyên giáp là 64%. Tốc chạy là 10% và tốc đánh là mình lên 22,8% nha. Thì có một số vị tướng cũng lên cái sát thương chí mạng á, nhưng mà cái vị tướng này là đánh là không có sát thương rộng, nên là mình chỉ lên tỷ lệ chí mạng thôi để cho nó tập trung dồn vào mục tiêu nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ lên bản ngọc như sau. Đầu tiên á, 10 viên ngọc đỏ, mọi người hãy lên cho mình là 8 viên. 8 viên tỷ lệ chí mạng là 0,5%, tốc đánh là 1,6%. Còn hai viên còn lại đó mình sẽ lên tỷ lệ chí mạng là 1,6% nha. Còn về 10 viên ngọc tím á, mọi người hãy lên cho mình là tốc đánh và tốc chạy. Tốc đánh tốc chạy ở đây là 1%. Thì nếu mà mọi người có đi gần nha, đi gần thì mọi người hãy lên cho mình là 3 viên hút máu 1,6%. Còn nếu mà mọi người đi lên á thì hãy lên đúng 10 viên tốc đánh tốc chạy nha mọi người. Tại sao mình lại đi gần lên 3 viên hút máu? Tại vì khi đi gần á thì nó cần một cái lượng hút máu về để cho nó đi gần farm nhanh để mà gia ganh nha mọi người. Còn về 10 viên ngọc xanh á, thì mọi người cứ lên 10 viên tốc đánh cái công vật lý và xiên giáp. Công vật lý là 0,9, xiên giáp là 6,4 nha, mình lên 10 viên. Thì đây là cái bản ngọc mình chia sẻ dành cho bà gai đi gần lẫn luôn đi lên nha mọi người. Thì cái này là đi lên, còn nếu đi gần thì mọi người chỉ thay 3 viên à. 3 viên ngọc tím ở đây là hút máu cho 3 viên tốc đánh tốc chạy nha. Thì đó là cái bản ngọc mình dành cho đi gần. Rồi, sau đây mình sẽ đi vào cái phần trang bị và cái phù hiệu của vị tướng bà gai nha. Thì trước khi mình đi vào trang bị và phù hiệu á, thì mình sẽ nói sơ qua cái điểm mạnh, điểm yếu của vị tướng này để cho mọi người chơi cho tốt hơn nha. Đầu tiên á, mình sẽ nói về cái điểm mạnh của vị tướng này. Thì cái điểm mạnh đầu tiên đó chính là cái đánh áp sức á, hoặc là đánh xa tùy vào cái khoảng cách với kẻ địch. Thì nó sẽ gây cái hiệu quả sát thương khác nhau theo từng trạng thái, nhưng mà nó lại sát thương rất là cao nha mọi người. Còn cái chiêu 1 á, thì giúp cho vị tướng này có thể lướt một đoạn và bắn ra cái lượng sát thương kèm cái hiệu ứng gây chón. Và kết hợp với cái chiêu 2 là sẽ gây sát thương lên đối phương, khiến khả năng đi ganh của vị tướng này vô cùng mạnh mẽ luôn. Và cái chiêu đặc biệt á, mọi người, đó chính là cái chiêu cuối. Cái chiêu cuối của vị tướng này á, là nó bắt tử tới 3 giây lận, đồng thời là tăng sức mạnh và tạo cái lượng sát thương chuẩn. Nên là chơi cái vị tướng này khi bật cái chiêu cuối thì rất là lợi hại nha mọi người, tới 3 giây lận. Còn cái điểm yếu này thì mọi người biết rồi, cái vị tướng này chính là cái lượng máu nó mỏng nha. Thì cái điểm yếu này nó chỉ có một cái điểm yếu thôi, là cái lượng máu mỏng. Nên là mình khi chơi thì mình nên là bắt lẻ là tốt nhất nha mọi người. Còn cái tướng đồng minh của vị tướng này đó chính là vị tướng Vukas, vị tướng Malok và Oma nha. Còn khắc chế đó chính là Kinat, Nakos và Kewa. Rồi sau đây mình sẽ đi vào cái phần trang bị nha mọi người. Thì cái trang bị mình chia sẻ ở đây là cái trang bị mình sẽ dùng cho đi gần. Thì đi gần ở đây mình lên như vậy đây nha. Một là cái kiếm chi hồn, hai là dây kiên cường, ba là thương xuyên khoáng, bốn là cái phức hợp kiếm. Và thứ năm mình sẽ lên cái giáp phòng mạnh trước nha, rồi hãy lên cây Nantinit. Và nếu một số trường hợp mình có thể đi gần á, mình có thể chọn cây cung bảo tố thay cho cây kiếm chi hồn nha mọi người, vẫn được nha. Khi thay cung bảo tố á, thì mình phải có cái chí mạng, nên là mình sẽ lên cho nó là chí mạng. Và cái tốc đánh mình sẽ thay đây là cây thương chuyên phá thành cái thanh kiếm. Còn cái phức hợp kiếm ở đây á, là mình sẽ lên cái tốc đánh cao hơn, đó chính là súng đao bảo táp, nó sẽ tốt hơn nha. Thì đó là cái phần trang bị đi gần. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho mọi người các phù hiệu. Còn nếu mọi người không đi gần á, thì chỉ thay cái này thôi nha mọi người, thay cái này thôi để lên chiếc giày trước. Rồi xong đó mình lên một cái món công luôn. Mọi người có thể lên một món công bất kỳ, chính là cái thiên cũng được nha. Để mình chia sẻ hết cái trang bị cho mọi người. Cái thương vẫn được, thì đây trang bị đi gần vẫn được nha mọi người. Đi lên mọi người ơi. Rồi tiếp theo mình sẽ đi vào phần cuối cùng, đó chính là cái phù hiệu của vị tướng này nha. Thì phù hiệu của vị tướng này á, đi gần hay là đi lên đều chọn cái phù hiệu là sát thương chí mạng nha mọi người. Ở đây là một vị tướng đánh á, là cái tốc đánh và cái sát thương là sát thương chí mạng. Nên là khi mà mình lên cái phù hiệu chí mạng á, thì nó sẽ nó cộng thêm nó cái lối sát thương chí mạng mạnh mẽ thêm, nó rất là phù hợp với vị tướng này. Rồi
Đây là cái phần chia sẻ về bản ngọc trang bị hiệu hiệu của vị tướng bờ gai nha. Và cuối cùng mình sẽ nói về cách chơi. Thì cách chơi của vị tướng này thì ở giai đoạn ở đầu game á, thì hãy farm đầu game đi mọi người, bắt đầu farm nha. Farm với gừng trước là đi gừng nha, còn đi gừng là farm với gừng thì mình không nói rồi. Mình ăn lên hết dòng gừng và mình lên cấp 4 mình ra mình ganh. Còn nếu mà đi lên á thì hãy farm và đi lắng lên luôn nha mọi người, tại vì giai đoạn này á là vị tướng này ở đầu game nó mạnh rồi. Còn ở giữa game á thì hãy tích cực di chuyển và đảo ganh liên tục để mà ép đường và kiểm soát mục tiêu lớn nha mọi người. Còn cuối game thì thận trọng hơn để di chuyển và chọn cái mục tiêu hay là vị trí phù hợp để mà tạo ra những cái pha comeback. Thì đó là cái cách chơi nha mọi người. Và cái mẹo để khắc chế cái vị tướng bờ gai thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Đó chính là cái sử dụng vị tướng có chiêu thức khống chế, áp chế hoặc là dồn sát thương mạnh mẽ để bắt vào vị trí của bờ gai. Tổ chức là ép gần cấp bùa của bờ gai ngay từ đầu game luôn sẽ khiến sức mạnh của vị tướng này bị suy yếu nha mọi người. Nên là mọi người nếu mà khi mà chơi mà gặp vị tướng đó bạn á, có vị tướng bờ gai thì mình sẽ dùng cái chiêu đó để mà mình áp sát nó, mình làm giảm cái sức mạnh đó nha. Thì các bạn chia sẻ đến đây là hết nha. Mình xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.